Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay cái clip này nó cũng lạ lạ. Bây giờ nó cũng vui vui, ngộ ngộ ha. Các bạn chờ xem nha, đừng rời khỏi màn hình nha. Đây. Yeah. Đừng nói nha. Thấy gì không? Yeah. Yes. Đấy nè. Yes. Con này kinh khủng hơn đó nè. Nhiều quá. Nhìn nguyên bên đòn của nó nè. Rồi, ghê quá à. Sau này chúng ta chết á, cũng giống vậy nè các bạn. Yeah, go đi. Yeah, xem là sợ lắm. Này mấy phần cá phân đó các bạn, rồi nó còn ứ lại đây nè. Thấy không? Cái rồi chưa trôi hết nên bây giờ dội nó quá trời. Ây da, đây mấy anh kiến đã làm thịt một em. À về tổ thôi đó mà. Tiệt là quá mạnh đi. Hiện giờ mình đang thấy con dồi này có 8 con kiến. Nó đã dùng sức mạnh lôi về tổ nè, lôi đi. Rồi clip này đến đây kết thúc nha.